Thanh Thảo xin gửi lời chào tới ngồi đến quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt TV. Kính thưa quý vị, liên tục chương trình trong giờ phút này, Thanh Thảo mời quý vị đến với buổi nói chuyện giữa Thanh Thảo và chị Như Hạnh. Chị Như Hạnh là nhân viên truyền thông thuộc hạt Santa Clara. Thanh Thảo xin chào đến chị Như Hạnh. Như Hạnh xin được mến chào Thanh Thảo và mến chào tất cả quý khán thính giả của Đài Nét Việt đang theo dõi chương trình của Thanh Thảo và Như Hạnh ngày hôm nay. Rất cảm ơn Thanh Thảo luôn đã xếp đặt thời giờ mặc dù mưa gió bão bùng, và cái chương trình của Thanh Thảo cũng rất là khít khao để cho Như Hạnh có được cái cơ hội hôm nay đến chia sẻ những cái thông tin về bão lụt mà mọi người cũng đang quan tâm trong khu vực của chúng ta. Dạ, thưa quý vị khán giả, quý vị thấy trong cái khung hình của chúng tôi ngày hôm nay thì phía sau lưng background là một cái rừng hoa rực rỡ cho một đón chào một mùa xuân gọi là xuân, Tết Nguyên Đán của người Việt của mình. Tuy nhiên thì trong những cái thời khắc này, lý do chúng ta đã rộn ràng thì chúng tôi lại không có được có những thông tin không được hay lắm cho cộng đồng của chúng ta, nhất là những người đang sống tại California. Đó là những gì mà chị Hạnh vừa chia sẻ, rằng là chúng ta đang hứng chịu một cơn bão lụt, thậm chí gây nguy cơ là có thể là gây qua ra lụt lụt nhiều hơn nữa, phải không chị? Những tuần lễ vừa qua lúc đầu thì chúng ta tưởng là chỉ có kéo dài 1-2 ngày, nhưng mà rồi tuần này rồi qua tuần khác rồi bây giờ sắp tới nữa cũng vẫn còn tiếp tục. Mà Cali lâu nay thì chúng ta chịu cái nạn hạn hán, ai cũng cầu mong lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống. Cái hôm nay lúc này thì mưa, mà không những mưa không mà mưa quá nhiều mà bão lụt luôn, cho nên nhiều người trở tay không kịp. Vì vậy chính quyền địa phương đã rất là quan tâm tới những cái việc này, và không những vậy, những là công ty điện lực PG&E và các những cái công ty về nước đó cũng họ cũng ra những cái thông báo, những cái nhắc nhở để cho chúng ta chuẩn bị. Mà cả cái một cái trung tâm của quận hạt, gọi là trung tâm phối hợp thông tin của hạt Santa Clara, cũng ra những cái thông tin được điều hợp đến cho công chúng khi có tình trạng khẩn cấp hoặc là thiên tai. Và những cái thông tin này mấy ngày hôm nay thì cứ ra đều đều. Họ thường là hợp tác với những cái giới chức tại các địa phương đó để cung cấp thông tin quan trọng để giúp giúp giữ cho người dân được an toàn. Và nhưng cái trung tâm này thì thường thường có nhân viên là những cái viên chức truyền thông, họ hỗ trợ trong những cái kế hoạch khẩn cấp của quận hạt. Và vừa rồi thì những cái đợt bão mùa đông nó kéo dài mang lại mưa gió lớn trong cái khu vực, và cái lượng nước mưa bất thường đã tạo nhiều cái ảnh hưởng, bao gồm những cái tình trạng đất đai đã sắp hoặc đã bị ngập nước này, những rồi con lạch, con suối, sông ngoài đạt cái vượt cái mức lũ lụt luôn, và các khu vực trũng thấp thì bị ngập lụt, kể cả các giao lộ. Ngoài ra cũng có thêm những cái rủi ro vì đá, rồi cái mấy cái khu trầm tích bị sạt lở ở cái những cái sườn đồi, và gây ra làm cho cái việc lái xe rất là nguy hiểm khi có những cái gió giật mạnh, và nhất là đối với những cái loại xe cao, kể cả mà những cái xe mà cấp cứu cũng vậy. Và vì vậy chúng ta phải rất là cẩn thận và chuẩn bị theo dõi những cái thông tin tại địa phương hàng ngày hàng giờ để chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên với những cái thông tin như vậy thì chúng ta phải nghĩ đến tình trạng khẩn cấp, và chúng ta cần phải biết cái thời tiết như thế nào để chúng ta chuẩn bị cái việc mà di tản. Thì chúng ta không biết là ở cái vùng Santa Clara của chúng ta thì việc di tản hiện tại được được công bố như thế nào thưa chị? Cảm ơn Thanh Thảo. Kính thưa quý vị, cái việc mà chúng ta có mưa lớn rồi có gió mạnh, lũ lụt rồi cây đổ rồi bị cắt điện rồi sụt lở đất đều là những cái nguy hiểm có thể xảy ra trong cái tình trạng thời tiết hiện nay. Thì vừa rồi chúng ta đã có 6 cái cơn bão, người ta gọi là những cái dòng sông bão, do cái áp lực của khí quyển đó, mưa nhiều đến nỗi mà nước nó đổ xuống như những cái dòng sông. Chúng ta có dòng sông dưới đất thì cũng có những cái dòng sông trên trời, cái nó lấy nước từ Thái Bình Dương xuống và nó mưa một cách nghĩa là nó gây ra bão lụt. Và vừa rồi chúng ta đã có 6 cái cơn bão đó, và cái hôm nay là cái ngày 10 đó thì chúng ta có thêm một cái cơn bão như vậy nữa,
Và ngoài ra người ta cũng dự đoán là sắp tới sẽ còn hai cơn bão, mà những cái hai cái dòng sông bão như vậy nữa. Và do cái điều kiện thời tiết và rủi ro có thể xảy ra cho công chúng và tài sản chung đó, thì hạt Santa Clara vừa rồi đã ban hành tình trạng báo động cho cư dân, đó là hai cái báo động ngày mùng 8 tháng giêng vừa rồi đó, thì cho những cái cư dân ở đầu nguồn của cái hồ chứa nước như Uvas và cái lưu vực của sông Pacheco Pass. Rồi vừa rồi ngày hôm qua, tức là ngày 9, thì lại có một cái báo động di tản gồm những cái khu vực là phía nam của xa lộ 152 và phía đông của xa lộ 101. Thì quý vị lái xe đi đường xa nhớ cẩn thận vì những cái xa lộ này đang bị đóng. Thưa chị, phải nói nếu mà nói về vấn đề lũ lụt thì chúng ta nghĩ ngay là thiên tai. Và khi mà mình nghĩ tới thiên tai thì những người Thanh Thảo đơn giản nghĩ, một người phụ nữ trong gia đình như Thanh Thảo nghĩ ngay đến chuyện là mình phải cần phải làm gì trước, sau cũng như trong cái quá trình mà chúng ta trải qua thiên tai, thưa chị. Cảm ơn câu hỏi của Thanh Thảo. Đúng như vậy, khi mà chúng ta nghe nói có thiên tai, mưa gió, lũ lụt á, thì chúng ta phải chuẩn bị. Thứ nhất, trước hết thì chúng ta cần họp trong gia đình và chỉ định một cái địa điểm để chúng ta có thể gặp gỡ với nhau trong phòng trường hợp mà mình di tản và mình lạc nhau. Và phải lập một cái kế hoạch để chuẩn bị mà ra đi, rời khỏi nhà khi cần thiết. Rồi một cái điều nữa chúng ta phải để ý đến là phải có cái bảo hiểm lũ lụt, nhất nếu mà trong cái khu vực của chúng ta ở có thể bị lũ lụt. Và hiện nay thì có nhiều cái nơi họ phát miễn phí những cái bao cát cho mình để mình đem về mình chận ở trong nhà để ngăn nước nó vào, hoặc là nhiều cái nhà họ có những cái bức tường mà retainer wall có thể bị những cái vùng mà nó hơi cao rồi nó sụp xuống này kia, rồi hoặc là những cái nhà họ có những cái tầng hầm basement thì mình cũng phải chuẩn bị cẩn thận để cho nước khỏi vào nhà. Vì thì xin thưa với quý vị, một khi mà nước nó vào nhà rồi thì quý vị sẽ biết là nó gây những cái thiệt hại như thế nào rồi đó. Và cũng nhớ là mình phải vét sạch những cái máng xối, rồi những cái đường cống thoát rãnh nước từ nhà ra để ngăn ngừa cái chuyện mà nước nó bị ứ đọng rồi nó chảy ngược vào trong nhà của mình, hoặc là nước từ trên máng xối nó thấm ướt rồi nó chảy vào trong nhà của mình. Đó là khi mình chuẩn bị trước khi rồi trong khi đó, nếu mà trong khi mà có lũ lụt, nếu mà có chỉ thị di tản thì quý vị phải rời nhà ngay, đừng có ngừng, đừng có suy nghĩ gì nữa hết đó. Phải chuẩn bị sẵn. Đó là những cái điều mà quý vị cần phải làm. Tại vì khi mà họ đã ra những cái chỉ thị di tản, có nghĩa là cái vùng của quý vị đang cư ngụ có thể là gặp nguy hiểm rồi. Và xin nhớ là có thể bất cứ lúc nào cũng có thể có những cái lũ lụt nó xảy ra rất là bất ngờ. Những cái dòng sông, những cái lạch, con lạch được, con suối gần nhà đó, nó có thể nó dâng lên một cách rất là bất ngờ với những cái cơn mưa lớn gần đây. Và cũng xin quý vị biết rõ về những cái rủi ro của những cái vũng nước đó. Tuy bình thường mình thấy nó chỉ cạn thôi, nhưng mà khi có nước lụt, cái việc lái xe vào đó nó cũng rất là nguy hiểm. Và sau khi mà cái xảy ra cái lũ lụt rồi đó, thì quý vị cần theo dõi một cái điều mình ít khi nghĩ đến, là phải theo dõi tin tức xem cái nước uống hiện nay có được an toàn không. Rồi đừng bao giờ bước vào, bơi vào, hay là lái xe vào, hay là chơi giỡn trong những cái vùng mà nước lụt, nước lũ đó. Và tránh xa các đường dây điện bị ngã, bị rớt ngã. Và khi thấy như vậy thì hãy thông báo cho sở điện lực ngay lập tức. Cảm ơn những chia sẻ của chị Hạnh. Thưa quý khán giả, đứng trong góc độ của Thanh Thảo, nếu mà trong trường hợp mà khẩn cấp mà chúng ta sống ở những cái vùng mà có khả năng di tản, thì đã khuyên quý vị những cái giấy tờ cần thiết trong gia đình của mình ấy, thì mình nên bỏ vào một cái ba lô. Mà mình biết chắc rằng nếu mà có việc là mình, cả gia đình mình chỉ cầm cái ba lô đó mình đi để cho mình có thể là giữ được những cái thông tin cá nhân, mà sau đó mình không có thể khó mà có thể mình phải đi làm lại trong cái quá trình mà sau lũ lụt. Thì nói với vấn đề này thì không biết là sở điện lực BG&E có một cái thông báo gì cho cư dân biết để phòng tránh những cái
việc xấu có thể xảy ra, thưa chị? Thì công ty điện lực cũng như là công ty thủy sở thủy cục Valley Water cũng có những cái thông báo đến cho người dân. Họ cũng theo dõi chặt chẽ những cái cơn mưa có thể ảnh hưởng đến những cái tuyến đường thủy lộ để bảo đảm là những cái chỗ cái thủy lộ này không bị rác rưởi hoặc là không bị tắc nghẽn. Rồi cũng đưa ra những cái số điện thoại để chúng ta có thể biết, như là nếu mà chúng ta cần những cái bao cát miễn phí thì có thể gọi số 408-630-2378 để có những cái thông tin mới nhất về cái số lượng bao cát còn lại tại mỗi địa điểm. Họ có những cái địa điểm tại Alviso, Morgan Hill, Palo Alto và San Jose để phát những cái bao cát. Ngoài ra công ty điện lực PG&E cũng cho biết là vì có những cái hàng loạt các cơn bão cho nên có thể đưa đến cái việc ngãn tắc giao thông và làm chặn nó chậm lại cái thời gian sửa chữa phục hồi của một số khu vực, và cũng có thêm nhiều vụ cúp điện vì sẽ có thêm những một loạt các cơn bão sắp đến. Và ngoài ra cũng họ cũng dự đoán là sẽ có nhiều khó khăn để vào được các khu vực bị hư hại, làm tăng cái thời gian cần thiết để mà hồi phục lại điện lực. Rồi ngoài ra những cái lũ lụt cây đổ nó cũng gây nguy hiểm cho các đội nhân viên sửa chữa đang tìm cách vào trong những cái khu vực này. Và công ty PG&E khuyến khích tất cả những khách hàng nên lập kế hoạch chuẩn bị trong trường hợp bị cúp điện, và nên nhớ là việc giữ an toàn vẫn là trên hết. Và họ cũng có những cái cập nhật về tin tức trên cái trang mạng của Current News Page của PG&E cũng như là trên mạng truyền thông xã hội của họ, như là ở những cái trang mà của Facebook của PG&E hay là Twitter hay là LinkedIn, thì quý vị cứ vào để mà xem những cái tin tức, nhất là những cái chỗ nào, những cái thông tin mà nó có liên quan đến cái khu vực của mình ở, để mà chuẩn bị cho sẵn sàng. Cảm ơn những chia sẻ của chị Hạnh. Thưa quý vị khán giả, chúng ta hy vọng rằng những cái thông tin mà chúng tôi vừa mang đến cho quý vị sẽ giúp một phần nào quý vị hiểu được rằng chúng ta đang trong tình trạng như thế nào. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng rằng những điều mà chúng ta lo lắng sẽ không đến, để mà chúng ta có cuộc sống nó không phải quá mệt mỏi với vấn đề này. Và hy vọng rằng quý vị vẫn theo dõi chương trình. Nếu như mà có những thông tin nào update thì Thanh Thảo hứa Thanh Thảo và chị Như Hạnh sẽ lại ngồi đây và đưa những thông tin đó đến cho quý vị. Cảm ơn Thanh Thảo rất nhiều. Và một cái lời nhắc nhở cuối cùng là xin quý vị nhớ ghi danh vào cái hệ thống Alert SCC tại www.alertscc.org để có được những cái thông tin cập nhật nhất về cái tình trạng thiên tai trong cái khu vực của mình. Và hãy nhớ là chúng ta có những cái địa điểm sửa ấm qua đêm, nó mở cửa từ ngày 15 tháng 11 vừa qua cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, thì quý vị có thể cần được giới thiệu để gọi để tìm một cái nơi tạm trú. Xin gọi số 408-385-2400 là cho những cái trạm ở đường Roosevelt Community Center, ở đường East Santa Clara, cái xe bus là 22, 23, cũng như là West Valley Branch Library, cái ở đường San Tomas Aquino với xe được tuyến xe bus 25 và 57. Cảm ơn những chia sẻ của chị Nghĩa Hạnh. Thanh Thảo mong rằng quý vị đã hiểu được thêm nhiều hơn những cái cần lo lắng ngay phút này khi mà chúng ta đối diện với những cơn bão sắp đến. Thanh Thảo xin hẹn gặp chị vào lần sau. Nếu mà chúng ta có những cái gì thay đổi hay là có những gì mà cần phải thông báo thì mong chị sẽ đến cùng với Thanh Thảo. Cảm ơn Thanh Thảo rất nhiều và xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình của Thanh Thảo và Như Hạnh. Và chúng tôi ước mong là những thông tin này sẽ giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng giữ được an toàn trong những cái cơn bão và lũ lụt hiện nay.